Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với các vlog hành trình về quá trình tự học PowerPoint của mình. Ở những vlog hành trình trước thì chúng mình cũng đã tìm hiểu về cách tạo những slide trong PowerPoint một cách đơn giản. Trong vlog hành trình ngày hôm nay thì mình sẽ cùng tìm hiểu về một số các tác vụ mà hữu ích trong việc thiết kế những slide PowerPoint đẹp. Tuy nhiên những tác vụ này thì có không phải là ai cũng biết đến, và mình có tìm hiểu và biết đến một số tác vụ này, nên hôm nay mình có muốn làm cái vlog hành trình này để chia sẻ với các bạn về quá trình mình học những tác vụ mới mà mình vừa mới tìm hiểu. Thì mình sẽ bắt đầu với những tác vụ mới về PowerPoint ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, mình vẫn sẽ phải mở PowerPoint, mở phần mềm PowerPoint. Thì hôm nay mình sẽ mở một cái file PowerPoint đã được thiết kế sẵn. Đây là file PowerPoint bài giảng môn học của mình. Mình đang mở file PowerPoint này, mình vừa mới mở ra xong thì nó hiện ở đây là đây là chế độ chỉ xem và mình không thể chỉnh sửa được. Nó sẽ hiện lên đây là một cái dòng cảnh báo bảo mật. Be careful, files from internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in protected view. Có nghĩa là nếu mà mình chỉ nó cảnh báo đó là những cái file mà tải về từ trên internet ấy, thì nó có thể chứa virus. Và nếu mà mình không cần chỉnh sửa nó ấy, chỉ muốn xem thôi ấy, thì nó sẽ an toàn hơn khi mà mình để stay in protected view. Bảo chị xem mình muốn chỉnh sửa thì mình sẽ ấn vào enable editing ở đây. Ok, thì đây là cái file PowerPoint đã được chỉnh sửa, đã được xây dựng do cô giáo của mình gửi đến. Không biết là do cô làm hay là cô lấy nguồn từ đâu. Bởi vì bình thường các thầy cô giáo dạy mình ấy, chưa chắc là các thầy cô giáo đã thiết kế slide đâu các bạn ạ. Có thể là các thầy cô giáo lấy chung một cái slide của một cái môn đấy được lưu giữ ở trong văn phòng bộ môn ấy, văn phòng của viện ấy, của cả viện, của cả khoa. Thì các thầy cô cần giảng dạy môn nào thì sẽ lấy cái giáo trình hoặc là cái slide tài liệu bài giảng ở trong văn phòng khoa và đưa về cho bọn mình học. Chứ thực ra các thầy cô giáo cũng rất là bận, là không có thời gian để thiết kế lại slide cho từng môn của từng lớp, từng khóa ấy. Thì nhìn vào cái slide này thì nó thường thì bọn mình học thì cô sẽ giảng dạy theo một cái slide khác. Còn cái slide này là slide có lẽ là của khóa trước hoặc là người khác thực hiện ấy, người khác thiết kế, nên là mình nhìn cái slide này nó không được đẹp mắt cho lắm. Bởi vì bọn mình chỉ dùng cái slide này để tham khảo thôi. Và đa số là bọn mình sẽ mang cái slide này ra ngoài quán photo, bảo người ta photo cho ra bản giấy, ra bản cứng là giấy A4 ấy, thì thành quyển, rồi sau đó bọn mình sẽ về tự học. Bởi vì khi mà ở trường thi thì có cái điều kiện là bọn mình chỉ được mang giấy cứng và học thôi, nên là cái tài liệu cứng và học, nên là cái slide này cô để nó là màu đen và màu trắng như thế này thì khi in ra nó sẽ dễ hơn. Tuy nhiên là nhìn vào slide này thì các bạn thấy là cái phông chữ, đặt phông chữ các thứ nó đang bị lệch ấy. Đây,
như ban đầu nó như thế này. Nó đang bị lệch về phông chữ, về trình bày. Nên hôm nay mình sẽ tiến hành chỉnh sửa cái slide này. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái phần chỉnh sửa phông chữ mình học được ở vlog đầu tiên, video đầu tiên ở hành trình nào, chuỗi vlog hành trình này. Đây là chữ nó đang bị căn lề phải đây, nên là nó bị lệch sang bên phải. Mình có kéo cái khung này ra bao nhiêu thì cái chữ nó cũng sẽ vẫn là căn cái lề phải, nó sẽ chừa dưới bên trái này, nó là phần trắng. Mình sẽ căn lại nó vào lề trái và chuyển chữ vào màu trắng cho dễ nhìn hơn.
như các bạn thấy ở đây thì trên cái slide này của mình nhìn những cái chữ này này, ví dụ mình đọc ở đây nhé, vai trò nhân viên dịch vụ này, sáng tạo giá trị dịch vụ, tạo ra sự trung thành của khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Thì cái phần này các bạn nhìn có thấy khó nhìn đúng không ạ? Bởi vì ví dụ như ở đây sáng tạo giá trị dịch vụ thì những cái chỗ mà có dấu chấm ấy thì hầu như nó không nhìn thấy dấu chấm đâu cả, nên mình đã không biết là mình viết đúng hay viết sai. Bởi vì sao? Nó đang có một cái phần nó là gạch chân màu đỏ ở đây. Nếu bạn nào mà sử dụng quen các công cụ của Microsoft, đặc biệt là Microsoft Word, thì các bạn sẽ thấy rất là quen là cái phần gạch chân đỏ này ở trong Word cũng có. Thì gạch đỏ này là cái gì? Phần gạch chân đỏ này nó là phần trích chính tả, là PowerPoint đã trích chính tả cho các bạn. Nó gạch chân nó đã trích từng từ, và cái gạch chân thì nó vẫn còn đấy. Nhưng mà cái phần gạch chân này vô hình thì nó lại tạo ra cái sự khó theo dõi trong khi mình chỉnh sửa. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách để mình tắt cái chính tả này đi, tắt cái kiểm tra chính tả này đi. Ở trong Word hoặc là Excel này mình sẽ vào phần File Option. Mình sẽ vào phần file này. Sau đó thì chọn một option. Thì khi đó cái hộp thoại option nó sẽ hiện lên thế này. Đây là hộp thoại option. Nó sẽ hiển thị lên trên cái màn hình làm việc của PowerPoint. Bởi vì ở đây mình không thể hiển thị một lúc cả hai màn hình được ấy. Thì đây là cái màn hình option. Sau khi mình đã mở lên, để mà tắt cái phần chính tả thì mình sẽ vào phần grouping. Mình sẽ tìm ở đây xem có cái nào là kiểm tra chính tả. Đây, mình sẽ thấy cái phần mà check spelling extra type thì mình sẽ bỏ cái phần này đi. Sau đó thì ấn OK. Thì sau khi cái hộp thoại option mất đi thì mình sẽ trở về cái hộp thoại của cái tab của PowerPoint như thế này. Đấy, các bạn đã thấy chưa? Cái này là nó đã, mình vừa mới tắt cái kiểm tra chính tả. Thì ở những cái, tất cả các slide này nó đã bỏ mất, nó đã bỏ đi cái dòng gạch chân đỏ rồi. Được chưa? Đây là phần này thì mình sẽ chỉnh
yếu tố con người, nghĩa là yếu tố con người trong dịch vụ thì nó gồm có nhân viên, khách hàng và khách hàng khác. Thì mình, đây là ba cái nội dung ở trong cái phần tiêu đề này, mình sẽ để cái nội dung nó nhỏ nhỏ như thế này, thụt vào và ở dưới cái dòng tiêu đề nó nhỏ, nó chỉ hơn một chút thôi, thì đã thấy cái sự khác biệt cái nào là tiêu đề với nào là nội dung chính rồi. Về cơ bản mình chỉ cần, mình sẽ chỉnh qua hai cái phần đấy như thế. Sẽ có các đường tròn. Mình sẽ có rất nhiều các đường tròn như thế này. Đó. Rồi, bây giờ ví dụ như mình đang đặt nó lộn xộn như thế này các bạn. Bây giờ mình muốn tất cả các đối tượng này nó thẳng hàng với nhau. Thì mình sẽ quét toàn bộ các hình tròn này. Sau đó mình... Có một cái tab gọi là tab vụ. Mà có nhiều người có lẽ ít biết đến, ít sử dụng hoặc là ít biết đến ở trong PowerPoint, đó là tác vụ arrange, arrange và align. Thì arrange và align có tác dụng như thế nào? Đây, bạn thấy ở trong phần drawing thì có phần này là phần arrange. Thì cái phần arrange và align nó sẽ sắp xếp như nào, mình sẽ cùng tìm hiểu. Mình bấm vào array và chọn là align, chọn align center. Thì trong cái align center này nó sẽ gom vào một đường thẳng ở giữa. Đó các bạn, là align center. Thì arrange và align này nó có tác dụng là để sắp xếp những cái thành phần ở trong một cái slide. Ví dụ như ở trong slide này mình có thành phần là một cái hai cái text box. Đó, có text box 1 là cái phần tiêu đề này, text box 2 là cái phần nội dung này. Và text box, và cái thành phần thứ ba đó là cái picture này. Thì ở trong cái phần slide này có một điều đó là có thể là các bạn sẽ gặp khó khăn. Đó là khi mà các bạn tạo ra một cái thành phần bất kỳ ở trong slide thì cái thành phần đã tạo ra đầu tiên đấy nó sẽ là thành phần nằm ở dưới cùng. Nghĩa là như thế nào? Ví dụ mình tạo cái đầu tiên mình tạo ra là cái dòng tiêu đề này. Thì cái dòng tiêu đề này sẽ là dòng tiêu đề nằm ở dưới cùng. Tại sao mình nói là dưới cùng là như thế nào? Ví dụ mình để cái dòng tiêu đề đầu tiên ở đây là nhân viên dịch vụ. Cái thứ hai là cái phần nội dung là cái vai trò của nhân viên dịch vụ. Mình di chuyển mà mình muốn đặt vào vị trí này. Thì cái dòng thứ hai này nó sẽ chèn lên trên cái dòng đầu tiên là nhân viên dịch vụ. Để thấy rõ nhất thì mình nhìn vào cái, đây mình nhìn vào cái mũi tên đầu màu xanh ở đầu chữ vai trò của nhân viên dịch vụ này nhé. Mình sẽ kéo dần nó lên. Rồi, đây là chữ, ở đây là cái trong tiêu đề sẵn ra đầu tiên đã bị chèn bởi cái dòng text box của nội dung. Nhìn cái mũi tên nó đè chữ dịch vụ này, nhân viên dịch vụ này, thì có nghĩa là cái này là cái ở trên và cái nhân viên dịch vụ là cái ở dưới. Cái nào dưới thì sẽ bị cái trước đè lên nhá. Đây như thế này, nó chèn lên trên. Tương tự ví dụ mình có cái ảnh này, ảnh này thì nó sẽ là cái mình tạo ra cuối cùng. Nên là cái này nó sẽ ở trên cùng, thứ tự sắp xếp từ dưới lên trên. Các bạn tưởng tượng nó như là một cái tháp ấy, thì cái nhân viên dịch vụ, cái tiêu đề nó chân tháp bởi vì mình tạo ra nó đầu tiên. Sau đó mình sẽ xây dần cái tháp lên trên thì nó sẽ có nội dung chén lên trên và cái đỉnh tháp là cái hình ảnh nó chén lên trên cùng. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng arrange để sắp xếp vị trí của ba cái thành phần này xem như thế nào nhé. Mình sẽ chọn cả ba cái. Xong đó cả ba cái thành phần mình chọn arrange.
center. Còn thứ hai chúng ta sẽ chọn là align middle, thì nó sẽ căn chỉnh cho chúng ta theo hàng ngang. Đây, các bạn thấy chưa ạ? Đấy, nó theo hàng ngang. Và tương tự, ví dụ như cái trường hợp mà chúng ta đang thấy là cái khoảng cách của các đối tượng này nó không bằng nhau. Đây, nó không bằng nhau. Bây giờ làm thế nào để các đối tượng này nó bằng nhau được? Các bạn mình bấm vào Erase và chọn là Align, chọn Align Center. Thì chọn ba tác vụ mà các bạn nhấn một phần Arrange, sau đó chọn Align thì sẽ có tùy chọn là Align Left, Align Center, Align Right, Align Top, Align Middle, Align Bottom. Thì đây có nghĩa là các bạn sẽ sắp xếp mấy cái thành phần mà các bạn vừa chọn ấy, sắp xếp ví dụ là nó thẳng hàng với nhau ở bên lề phải chẳng hạn, bên lề trái hạn, thì ở đây mình sẽ để là Align và Align Middle đi. Đấy, thì nó chèn lên nhau ở vị trí trung tâm này. Ở đây mới đầu nó tập trung ở vị trí trung tâm. Còn ở đây right thì là tập trung bên phải, tập ở đây left tập trung bên trái.
trong cái Align Center này nó sẽ gom vào một. Phần này mình đang không biết làm thế nào để tách nó ra, có nghĩa lúc nãy thì là mỗi cái hình này thì nó ở là một góc, nhưng mà khi mà mình ấn arrange ấy thì nó lại là arrange center thì nó tập trung hết vào ở giữa, nên bây giờ mình không biết làm thế nào để tách ba cái hình này riêng rời ra như lúc nãy nữa. Chắc là mình sẽ chọn lại riêng từng cái rồi đây. À, đây. Chuột nó hơi bị đơ, mình tưởng nó bị làm sao. Mình chọn từng cái một. Tuy nhiên là mình chọn thế này thì nó sẽ bị lâu ấy. Mình nó không biết làm thế nào. Sau khi mà arrange. Đây, ví dụ ở cái này mình sẽ chọn một lúc cả bốn cái tranh này, nó đang nằm ở bốn góc, sau đó mình sẽ arrange rồi vào align rồi chọn là center đấy, thì hình của mình nó bị gom vào giữa rồi. Không phải tại vì nó xếp đều sang hai bên mà nó bị gom vào giữa thì chắc chắn là hình nó phải đè lên hình kia. Ví dụ ở đây mình kéo cái hình này ra. Đây thì cái hình kia của mình nó ở dưới này. Đường thẳng ở giữa. Đó các bạn, là align center. Còn thứ hai chúng ta sẽ chọn là align middle thì nó sẽ căn chỉnh cho chúng ta theo hàng ngang. Đây các bạn thấy chưa ạ? Đấy, nó theo hàng ngang. Và tương tự, ví dụ như cái trường hợp mà chúng ta đang thấy là cái khoảng cách của các đối tượng này nó không bằng nhau. Đây, nó không bằng nhau. Bây giờ, còn thứ hai, chúng ta sẽ chọn là align middle thì nó sẽ căn chỉnh cho chúng ta theo hàng ngang. Đây, các bạn thấy chưa ạ? Rồi arrange và align, rồi mình align middle thì nó sẽ gộp theo, nó sẽ đưa về theo hàng ngang, thì đến khi mà gộp theo hàng ngang thì nó cũng sẽ lại mất hai cái ảnh.
nó là bốn cái mà nó gộp thành hai dọc mà ý là nó đi đưa về vị trí tối trung tâm ấy, thì tất nhiên là ảnh nó sẽ phải chồng lên nhau ấy. Mình sẽ tạo một cái slide mới nhé. Đây mình tạo thêm một cái slide nữa này. Mình sẽ xóa cái này đi. Xóa dưới đây đi. Để cái này là cách sử dụng brain online biết nào nhỉ? Online. Thì tiếp theo là mình sẽ insert ra đây cái shape. Ví dụ là mình có các cái hình tròn như thế này. Thì mình sẽ chọn, mình sẽ sử dụng cái align, arrange align để mình sắp xếp vị trí của mấy cái bóng này. Thì các bạn sẽ thấy được cái tương quan của cái phần arrange align này nó rõ hơn. Đầu tiên là mình sẽ vào arrange này, theo chọn align, đầu tiên align left nhá. Đấy, thì nó sẽ kéo tất cả những cái cái thành phần mình vừa chọn sang bên trái, thì là arrange left. Rồi tiếp theo mình sẽ thử chọn arrange right, align right. Cái hình tròn này sang bên phải. Tương tự mình sẽ ấn arrange rồi chọn align center. Thì cả mấy hình tròn này nó sẽ được dồn về giữa, là central là vị trí trung tâm. Trung tâm thì nó sẽ theo hàng dọc, ví dụ như là ở đây nó sẽ kéo cái này, cái bóng này ra giữa, bóng này về đây, hai bóng này đều kéo dịch sang, ý là nó sẽ trung tâm theo một cái hàng dọc, một cái đường thẳng dọc ở đây, đường thẳng dọc như này ở giữa đấy, thì những cái quả bóng, những cái hình ở hai bên nó sẽ quy về giữa vuông góc theo cái trục thẳng này. Tiếp theo thì mình sẽ thử dùng cái arrange align middle. Đấy, middle thì nó sẽ là kéo thẳng hàng ngang. Khi mà sử dụng middle thì nó sẽ kéo các tác vụ mình vừa chọn thẳng theo hàng ngang. Đấy, nó theo hàng ngang. Và tương tự, ví dụ như cái trường hợp mà chúng ta đang thấy là cái khoảng cách của các đối tượng này nó không bằng nhau. Đây, nó không bằng nhau. Bây giờ làm thế nào để các đối tượng này nó bằng nhau được? Quả thứ ba này đến quả thứ tư là rộng hơn, còn cái quả thứ hai, quả thứ ba và quả thứ một đến quả thứ hai nó hẹp hơn. Được các bạn. Vậy thì bây giờ mình sẽ chọn các đối tượng này. Sau đó mình bấm vào phần Arrange và Align. Và trong phần Align thì các bạn sẽ lựa chọn. Đó làm thế nào để có thể điều chỉnh lại khoảng cách này? Thì đầu tiên mình vẫn phải chọn hết tất cả các đối tượng mà mình cần sắp xếp vị trí. Cái chế độ là Detribute. Đó, thì nó sẽ có chế độ là mình sẽ căn chỉnh
đều theo hàng ngang. Đây, ở đây thì nó đang có hai cái hình khối này, mình bỏ đi. Đây, các bạn thấy chưa? Mình làm lại nhé. Đầu tiên mình vẫn phải chọn hết tất cả những cái đối tượng mà mình muốn căn chỉnh theo khoảng cách đấy nhé. Sau đó mình sẽ vào lại phần Arrange này, và phần Align. Thì trong phần Align này thì mình sẽ chọn cái phần Distribute này. Còn thứ hai chúng ta đây, ở đây thì nó đang có hai cái hình khối này, mình bỏ đi. Đây, các bạn thấy chưa? Mình làm line và line nó rất hữu ích để giúp cho chúng ta có thể... Đây, các bạn thấy chưa? Mình làm lại nhá, không bằng nhau. Bây giờ làm thế nào để các đối tượng này nó bằng nhau được các bạn? Vậy thì bây giờ mình sẽ chọn các đối tượng này, sau đó mình bấm vào phần Erase và Align. Và trong phần Align thì các bạn sẽ lựa chọn cái chế độ là Distribute. Đó, thì nó sẽ có chế độ là mình sẽ căn chỉnh đều theo hàng ngang. Đây, ở đây thì nó đang có hai cái hình khối. Thầy cô giáo cũng như là các bạn đang soạn thảo về bài giảng. Hello, chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng như các bạn thấy thì mình vừa mới căn chỉnh lại cái khoảng cách của nó. Ở đây mình để là cái đối tượng này nó đang không bằng nhau nên là có thể là mọi người hơi khó nhìn. Đây, thì mình có 5 cái đối tượng này, 5 cái quả bóng này. Nó cái khoảng cách hàng ngang chiều rộng của nó không bằng nhau này. Hai quả này thì sát nhau, hàng này rộng này. Bây giờ mình sẽ dùng cái Arrange Align này để mình sẽ kéo cho nó cái khoảng cách theo chiều ngang của nó đều nhau. Thì mình sẽ vào phần Arrange và Align, rồi chọn phần Distribute Horizontally. Thì horizontally thì nó sẽ là điều chỉnh theo khoảng cách theo chiều ngang. Đây, khi mình điều chỉnh xong thì các bạn thấy là cái khoảng cách ở giữa các bóng ảnh bằng nhau này. Đấy, tương tự thì mình cũng có thể sử dụng cái này để sắp xếp theo khoảng cách theo chiều dọc. Ví dụ là những quả bóng nó đang nhấp nhô như thế này, mình vẫn này mình kéo dịch xuống dưới đi, kéo tận đây đi. Sau đó thì mình sẽ chọn tất cả những cái quả bóng mà mình muốn chỉnh sửa vị trí khoảng cách của nó. Mình chọn Arrange Align, rồi vào phần Distribute nhưng mà là Vertically. Đấy, thì sau khi mình điều chỉnh thì khoảng cách của những quả bóng này các bạn có thể thấy là ấy, mình quên mất mình để nó không thẳng hàng với nhau ấy, nên là không thể theo dõi được cái vị trí của nó ấy. Đây, ví dụ nó chồng với nhau như thế, khoảng cách nó như thế này. Mình sẽ chọn tất cả các đối tượng mà mình muốn điều chỉnh. Sau đó thì chọn Arrange Align, rồi vào Distribute Vertically. Rồi, thì các bạn thấy là khoảng cách của các quả bóng này theo chiều dọc nó được sắp xếp khoảng cách bằng nhau, thẳng một hàng. Đây, khoảng cách giữa hai quả đều nhau tăm tắp. Đấy, các bạn thấy là khi mình di chuyển này, các bạn có thể nhìn ra là cái khoảng cách giữa các quả này nó là đều nhau nhé. Thì đấy là cái công dụng mà
Khi mà mình sử dụng arrange và align để sắp xếp khoảng cách và vị trí tương đối của các đối tượng trong một slide. Tương tự ví dụ như khi nãy mình vừa mới để hai quả bóng này chồng lên nhau này. Hai quả bóng chồng lên nhau thì mình sẽ ví dụ là mình muốn tách nó ra. Hai quả bóng này nó rời nha. Rời nhau ra và nó có vị trí cách nhau ra, thì mình sẽ vào cái phần arrange này. Mình chọn phần align. Mình sẽ chọn vào nó gộp với nhau rồi. À đây. Đây. Thì nó bị đè nhau như này. Mình sẽ chọn cả ba. Chọn phần arrange. Nó ở phần arrange và align này nó ở trong cái tab home này và phần drawing. Chọn align ở đây. Rồi chọn distribute horizontally thì đây. Nó sẽ sắp xếp đều nhau ra này. Như một giải hình tròn. Đó. Thì đấy là cái cách mà mình sử dụng cái arrange và align. Mình nó lại để sắp xếp khoảng cách. Thì đây là một cái công cụ, cái thao tác đầu tiên mà mình muốn giới thiệu về phần các tác vụ ở trong PowerPoint mà có thể bạn chưa biết. Thì cái tác vụ này nó cũng khá hữu dụng trong việc mình sắp xếp những cái đối tượng ở trong slide, bởi vì ví dụ là bạn đặt ra một cái bạn thiết kế những cái thành phần trước và những cái thành phần sau, nhưng mà khi mà bạn cuối cùng mà bạn thiết kế xong thì bạn thấy vị trí của nó không được ổn cho lắm, bạn muốn chỉnh sửa khoảng cách vị trí của chúng, thì bạn có thể áp dụng cái phần arrange và align này. Thì video ngày hôm nay ở vlog của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích video này và ủng hộ mình ở những video vlog hành trình tiếp theo. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người.